Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp ở tiệm vàng hơn 330 triệu đồng, bắt giữ một đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Châu Loan, 31 tuổi, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, về việc bị mất trang sức kim loại bằng vàng, bạc và nhiều điện thoại di động có tổng giá trị khoảng 335 triệu đồng tại tiệm vàng bạc Anh Ngọc Châu. Sau nhiều ngày xác lập chuyên án điều tra, đến nay, ban chuyên án đã truy bắt được đối tượng gây án khi đang lẩn trốn ở thành phố Đà Nẵng. Đối tượng là Trần Bình, 26 tuổi, trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã thu giữ 6 điện thoại di động và một số vàng bạc liên quan đến vụ án.